Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình lại tiếp tục đi lên vùng cao, đi khám phá xem những cái bản làng vùng cao ở trên Hòa Bình này nhé. Hôm nay thì mình đang đi bộ vào trong một cái ngôi làng này. Thấy ở trên này thì không có sóng điện thoại luôn, không biết là ở đây họ sử dụng mạng gì, là mạng như mình là mình đang dùng Viettel thì không có sóng như vậy. Bây giờ mình đang đi vào trong này xem. Bắt đầu bước chân vào ngôi làng thì chúng ta thấy là xung quanh đều là núi cao. Đấy. Như các bạn thấy ở ngay chỗ trước mặt mình là đây, là những ngôi nhà. Thì một cái bản làng rất là xinh xắn nằm ở ngay giữa thung lũng, bởi thế mới đặt cái tên gọi là thung, nhưng mà thêm một cái tên nữa là bởi vì trước kia mấy ngôi làng gộp lại với nhau nên mới có cái tên thêm chữ là cái đẹp, thung đẹp. Nghe có vẻ hay. Ở đây là không có sóng điện thoại đấy, không biết là ở đây sử dụng mạng gì. Và ở đây thì rất là xa, bản làng vùng cao. Đối với bà con vùng cao thì họ có rất là nhiều những cây ăn quả, cây ăn trái. Đặc biệt nhất là ở những cái vùng như này thì hay có mận với đào. Ở đây mình chưa biết là nó thuộc xã nào, không biết là của đây, cái cây đào này. Không biết là xã nào huyện nào của tỉnh Hòa Bình đây. Có căn nhà này, có cái lồng chim đẹp. Cháu chào cô nhé. Cháu đi chơi. Cô đang làm gì đây? Cô nhập cái này để cái thôi. À. Ở đây mình, cô cho cháu hỏi là ở đây thì mình thuộc làng, gọi là làng gì cô nhỉ? Đây là xóm Thung Đẹp. Thung Đẹp. À đây là thuộc về Mai Châu hay là về Tân Lạc nhỉ? Mai Châu. À thế là xã này là xã Thành Sơn. À Thành Sơn này thuộc Mai Châu nhỉ? À. Đi chơi đi làng bản một tí. À, cô làm nhé. Cháu đi vào trong làng một tí đấy. Bà con là lấy rất là nhiều củi luôn. Đây, cái cánh cổng cửa vào này. Hàng rào xây có cái cửa. À, đây là thuộc Mai Châu. Huyện Mai Châu. Tỉnh Hòa Bình. Chào anh nhá. Em đi chơi. Đi quay phim chụp ảnh tí. Anh cho em hỏi là ở đây mình sao em thấy giống cái điện thoại của em nó không có sóng luôn, ở đây không sóng luôn hả? À chỗ này không có sóng, không phủ sóng. Không phủ sóng luôn. Không phủ sóng. À thế là cột, chuẩn bị có cột trên rồi. Tức là mạng cả mạng Vina với Viettel là không có luôn. Vina có nhưng mà chập chờn, có lúc có lúc không. Thế bây giờ mình liên hệ liên lạc với nhau như thế nào? Liên lạc thì có chỗ nó có luôn, nó không ấy. Phải à thế là dò nhiều nó mới có sóng ấy. Thế là mình ví dụ như mình muốn liên hệ là mình phải đi tìm cái chỗ hả? Đúng, tìm chỗ. À thì có mạng wifi thì có liên lạc với nhau dễ hơn tí, đúng thế.
À là không, mình không có sóng của cái mạng gọi bằng sim nhưng mà lại có sóng wifi à? À thế là cũng tốt rồi nhỉ. Kiểu như là không có thì cái nhu cầu thì mà đấy, còn đi chờ thì bao giờ. À. Thằng nào em bảo em đi đến làng này em không thấy có sóng. Em muốn đi vào làng tò mò một tí. Vào đây thì không nói chung là sóng thì việc theo chịu. Chịu đi không có. Thì có lúc thì gọi được. À. Thế bây giờ anh chuẩn bị đi đâu? Em đi lấy cỏ cho con bò. Ở đây mình đa số là nhốt bò thôi nhỉ? Đa số là nhốt. Thế nhốt không thả à? Thả thì cũng có một vài hộ thì cũng thả. À. Thế thì lấy cỏ này vất vả hơn chứ? Lấy cỏ thì cũng nói chung là nếu mình trồng được cỏ thì cũng đỡ hơn tí. Nhưng mà chung vẫn phải đi cắt thôi, làm sao? À, mà cỏ mình trồng đấy đúng không? Có cỏ trồng thôi. À. Thế là cỏ tự nhiên nữa. Được, đúng rồi, đúng rồi. Thôi vậy anh đi nhá. Vâng. Em đi vào trong làng một tí. Ở đây mình là hai nhà đầu làng đó đấy nhỉ? Vâng, hai nhà đầu làng đấy. Vậy em đi vào một tí nhé. Hóa ra là mạng chưa có mạng mà có wifi thì tiện thật. Ừ, bây giờ cái nhu cầu, bây giờ là cái nhu cầu gọi thì bằng sim thì ít rồi, thì bây giờ ai cũng gọi bằng mạng. Ở đây thì kéo mạng được rồi nên là có thể nó sẽ tốt hơn. Mình tò mò vậy thôi. Thật ra thì bây giờ mọi người ai cũng dùng mạng Facebook này hay là Zalo rồi. Nhưng mà ở trên này thì có cái điều gì đấy mà mình cảm thấy nó không phải là vùng sâu đến độ mà không có sóng. Đường bê tông hóa hết rồi. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt nhất là mình thích nhất ở đây, đó là rất là nhiều tre và nhiều cây mai. Chào các cháu. Các cháu đi đâu đây? Ê, các cháu nghỉ lễ chưa đi học à? À, ngày mai mới đi à? Không, hôm nay thứ ba. Hôm nay thứ ba. Em chào chị. Chị đi đâu đấy? À. Mình thấy chị này có vẻ chị không được bình thường nên thôi mình không hỏi thêm nữa. Đây, ở đây rất là nhiều cây đào với lại cả những cây mai này. Cái này gọi là cây mai trong cây tre vùng cao trên này. Về Mai Châu Hòa Bình thì ở trên này thì rất là nhiều cây ăn trái và đặc biệt nhất là những điểm du lịch nổi tiếng luôn. Đây là cái mận này. Có nhà đầu tiên này mà thấy mở cửa nhưng có vẻ như là ở phía đằng dưới là họ làm cái cửa như là chỉ là để đồ thôi. Trên mới là chính. Vừa nãy mình cũng quên hỏi anh ấy là ở đây thì người ở đây là thuộc về dân tộc gì? Người Thái hay người Mường? Có ai ở nhà không chị? Mùa này mọi đi làm hết rồi. Có một bầy đang đi thì gặp một bầy ngan này. Bầy ngan đi ung dung đây này. Có lẽ là một con mẹ và 10, 11 đứa con.
đi vào làng bản à, mình nghĩ đoán đây là có lẽ là người Thái, có lẽ là người Thái. Em đi chơi. Thế cái cỏ này mình à, ô nhỉ, cái này như kiểu là có đất đâu mà nó lại sống được nhỉ? À, đất đá. Chị, ở đây mình, làng mình đây là, em thấy bữa nãy làng gọi là tên gì chị nhỉ? Đây gọi là Thung Đẹt. Thế ở đây mình là người dân tộc gì? Thái. À, Thái trắng hay Thái đen? Thái trắng. Thái trắng Mai Châu. Thế nhà chị ở đâu? Em đi một vòng ra đây mà không thấy ai hết. Dạ. Em ở dưới dưới Tân Lạc ấy. Dạ. Mạn Đức ấy. Dạ. Xã Thành Sơn ở xóm Thung Đẹp. Thế là đi ra bên này, đi ra cái chỗ đường quốc lộ đấy thì có còn là cái xã của mình không? À. À, bây giờ là gộp lại rồi. À. Thôi chị làm nhé. Ông lại đi chăn trâu. Thế ông không thấy nhiều người đi cắt cỏ mà. Cắt để cho ăn thêm. À, thế nhiều người lại đi cắt cỏ về nhưng mà ông lại đem chăn trâu. Trâu ở đâu ông? Nhốt rồi. Ở đây mình được bao nhiêu hộ ông nhỉ? 24 hộ. Mình là người Thái. Ô, thế sao khi nãy chị kia bảo là người Thái? Thế là cũng có người Thái không? Đây nhiều người Thái. Người Thái cũng có những ít thôi. À. Còn những ai đi lấy bữa thì xóm người Thái, mới có người Thái. Thế là như ông là người Mường. Vâng. Còn nguồn gốc ở đây là người Mường. Gốc ở bản này là người Mường. À. À, thế cái chị bên đấy, em bên đấy cháu hỏi thì lại là chị đấy lại bảo là người Thái. À, Thái Mai Châu. Mà mình đây là thuộc Mai Châu mà nhỉ? Mai Châu. Ở đây mình, cái thôn mình công nhận là bình yên rồi chị, à, ông nhỉ? Đấy, Mai Châu. À. Xã Thành Sơn ở trên này. Hồi trước thì xã Thông Khe. Vậy đấy, đây á. Ý là ngày xưa là gọi là nước đẹp. Nước đẹp, mình thấy có nhiều nước nữa, bảo là nước đẹp thôi. À. Và... thế là bây giờ là đổi cái tên là thành là Thung Đẹp. Thung Đẹp. Thế cái từ thung thì nghĩa là sao không? Thấy nó nên thung, bảo thung như là thung luôn. À, chẳng khác kiểu thung lũng, nó bảo là thung đẹp thôi mà. À, thung có nghĩa là giống kiểu thung lũng rồi nhỉ? Thung lũng chả thấy cái gì như một cái thung, nó bảo là thung đẹp thôi mà. À. Chẳng khác kiểu lều ở nương, nó bảo như là chẳng khác cái thung, nó bảo thế đấy. Tên như là thung đẹp luôn. Thế này mà. Đấy, thấy chị này cũng đi lấy cỏ về này. Không biết là chị hay cô đây.
Chị đi lấy cỏ về à? Nhưng mà mình có một cái mà tò mò cái là cái người ở đây mình toàn đa số là đeo ở trên đầu ông nhỉ? Đeo đeo cái dây này này. Đeo, tò mò chị một hỏi chị một tí. Nhà chị ở đâu? Nhà dưới kia. Thế ban nãy em đi qua trước cửa nhà không thấy. Thảo nào? Sao chị đi lấy cỏ à? Thế chị đeo cái này, đeo như thế này thì tầm khoảng bao nhiêu cân? Tầm 3-40 cân thôi. 3-40 cân mà chị đeo vào cái đầu đi được. Thế em thấy có nhiều nơi đeo giống như kiểu của em thế này. Đeo thế này nó khỏe hơn chứ? Ừ, hả? À. Đấy, nhưng mà thế này nó nặng mà. Nặng biết làm sao không phải cho lên đầu. 3-40 cân mà đội lên trên cái đầu này. Thế là cái cổ nó thụt lại đấy nhỉ? Ừ, thụt lại. Ngắn xuống đấy. Cái này không biết em đeo được không nhỉ? Đeo thử như thế nào? Nhưng mà bây giờ chị đặt xuống chị đeo như thế nào được? À, nhưng mà mình vẫn phải đặt xuống rồi mới nhấc lên chứ. Nhưng mà thôi chứ cái đầu em đeo vào tối chắc ngủ cũng được ấy nhỉ? Ý nặng. Thế như là đây nhà chị đang vứt đây là thế là làm một bó luôn à? À. Đấy. Thế người ở trên này giỏi nhỉ? Không nhưng mà đeo lên trên đầu đi ấy. Thế sao em vừa hỏi ông ấy, ông bác cái bác lại bảo là người Mường. Nửa thì người Mường, nửa thì người Thái. À. Thế là xóm mình là nửa một nửa người Mường nửa người Thái. Thế Mường cũng nói được mà Thái cũng nói được. Thế chị cũng nói được tiếng Mường à? Có chứ. Em là người Mường mà. Thế sao đấy lại bảo là người Thái? Người Thái thì ở đây lên lấy chồng người Thái rồi. Thái. À thế là chị là về làm dâu ở đây. À Phú Cường rồi. Thế là người Tân Lạc nên làm dâu Mai Châu thôi. Ở đây em thích một cái điều đó là cái cảnh nó đẹp lắm nhỉ. Nó mát. Mát mẻ hơn ở dưới kia nhiều. Không, ở đây thì hình như nhiệt độ lúc nào nó cũng... Một ngôi làng bình yên. Các bạn nhỏ. Ở trên này các bạn nhỏ có kẹo ăn nhiều đấy nhỉ? Bà con để nuôi ngan. Ở trên này thì nuôi ngan thôi. Vịt. À, đây cô đang chào cô. Mà tìm hiểu cô một tí. Chào em nhá. Em nhỏ nhá. Ở đây cái nhà cô nuôi nhiều ngan quá. Cháu chào cô nhé. Cháu đi chơi. Xem. Đấy, thế bà cô đang chặt cái này để cho con ngan hay cho con gà? Ô, thế nó ăn như vậy luôn à? Đấy, thế con, mấy con này nó ăn rồi nè. Ờ. Nó cám và cháu
Cho cám, cám tăng trọng hả? Ừ. Cho một tí cám bà, cho nó thôi. Cho nó nhanh lớn nhỉ? Nhanh lớn. Cái này mình nuôi để ăn hay nuôi để bán này bà? Ừ, nuôi để ăn thôi. Không bán đâu. Nhiều nhẹ ở... Ở đâu quê, ở đâu đấy? Cháu ở đây mà, ở Hòa Bình mình đây thôi mà. Dạ. Đi quay phim chụp ảnh, thấy cảnh đẹp thì quay phim chụp ảnh thôi, làm kỷ niệm. Dạ. Ôi ôi con ngan này, con này con cái đầu của nó. Ô, thế ở dưới dưới này nữa à, cô? Ừ, còn cái dưới này, cái này nó ra được, có lỗ. À là nó thoát ra nhỉ? Nhà nhà mình là người người Thái hay người Mường hả cô? Mường. À thế lúc nãy chị kia là người Thái. Ừ. À. Thế có ở đây có người Thái không? Có người Thái nguồn gốc Mường. Nhưng mà cái người Thái thì Thái về làm dâu đông lắm. À Thái về làm dâu. Ừ, gốc thì gốc Mường thôi. Chính ra thì xóm này là Mường hết. À. Đấy con dâu với cái cháu lúc nãy thì cũng Thái đấy. Thái. Ừ, Thái đấy. Thái ở ở bên nào à? Bên này Long Phú Vinh đây này. Phú Vinh á? Phú Vinh. À Phú Pin. Phú Vinh. Phú Pin. Phú Vinh. À xóm Phú Vinh. Ừ, xóm Phú Vinh. Phú Vinh. À, bây giờ thành sơn hết rồi nhỉ? Ừ, thành sơn hết rồi, thành sơn hết rồi. Ô, cái này có cả gà cũng ăn này. Gà ăn cũng nhà cô nuôi gà dễ gần thế này này. Đấy, sờ được luôn này. Sờ được đây là ít thôi, nó bị tiết tuay hết thôi, không thì ở đây nó cũng hay bị lắm. À, nhưng mà ở đây mình lẻ mà không? Lẻ mà, nhưng mà nó cũng tự phát lên thôi mà. Ừ. Ở đây mình lẻ là nhiều nhà người ta nuôi được gà nhiều lắm. Yeah. À, vậy cô làm nhé. Vâng. Cháu đi vào đây một tí đã. Vâng. Dạ, đi xem làng mình xem coi. Ủa nhà cô nuôi nhiều gan, nhiều gà quá. Em chào anh. Đi đâu đấy anh? Đi chơi. Em cũng đi chơi đây. Chào cô nhỏ. Sướng nhỉ, ngồi trong cái này đi sướng nhỉ. Đi đâu anh giờ, đi đâu chơi? Ô, làng trong là bên trong kia. À bên này, bên hai nhà bên. Ô, kia sao gọi là bên trong? Kia là mình vào là gọi là ngoài chứ nhé, sao lại gọi là bên trong? Thế ở đây lên là có đường lên đây không? Đây á? Hả? Không, cụt hết rồi. Thế là phải đi ra đây chứ đúng không? Ừ. Phải đi ra phía bên này. Ừ. Tại vì em vừa mới vào bên này thì anh lại bảo là đi bên trong. Nhà anh là nhà nào? Thế cái nhà xây đấy là nhà gì đấy, nhà của ai hay là nhà văn hóa? Nhà văn hóa đây. À, nhà văn hóa đây nhỉ. Đó, anh đi chơi đi. Yeah. Em vào đây tí. Yeah. À, đây là nhà văn hóa đây. Đã uống rượu bia không lái xe. Một bản làng của người nửa là người Thái, một nửa là người Mường. Đấy, ui, hai con bò. Hai bò nó ăn rồi này. Là cái máng cho ăn. Một bản làng
nhà nhỏ xinh xinh nằm lọt thỏm ngay giữa một thung lũng. Làm cái gì đấy anh ơi? Ở nhà thôi. Ôi ở đây đông người quá anh vậy. Ở đây có cái bể nước. À đây là bể nước tập thể. À thế là cái này là nước ở đâu, ở nguồn đâu về cô nhỉ? Khe trên kia. Làng mình lại tập trung tập mọi người về đây lấy nước. Cô đang lấy nước hả? À. Ôi ở trong này cũng có bàn bia luôn. Ở đây có bàn bia luôn. Vâng. Ô, bàn bia để phục vụ cho làng à? Thì lấy về để mà phục vụ cho bà con trong xóm chứ. Ở đây là hết rồi đấy nhỉ? Đường vào đến đây là hết rồi phải không? Hết rồi. Hết rồi. Ở đây là hết đấy. Muốn đi bên xa chả còn có. Còn có đường tắt nhưng mà chỉ có đi bộ thôi. À. Vâng. Bác cũng còn có thể xe máy, xe ôm đi được đâu. Chịu. Dạ. Chịu chơi đấy. Ở đây chị lại cũng thái cái chuối cho gà. Chuối cho gà. Vừa mới gặp bà cô ngoài kia cũng thái cái chuối cho gà. Không, nhưng mà như thế lại gà ăn ngon lắm ấy. Ngô chuối là đẹp rồi. Cháu ở dưới Mạn Đức ấy. Dạ. Đó vậy cháu ra ngoài này đi đã. Bê tông hóa hết rồi, bê tông hóa rồi. Ai cũng nhà sàn hết nhỉ. Chào cả nhà nhé. Chào em nhá. Dạ. Đâu chuồng chim như thế nào để lên xem chuồng chim tí xem. À thế em lên xem một tí nhé. Xem cái chuồng chim của bác như nào. À cái sàn, nhà sàn. Đâu chim thì không vấn đề gì. Bởi vì nhà hay nuôi cái con lạ một tí. À. Làm cạch. Cái này thì cái bẫy chim như kiểu bẫy chim trồng màu chứ cu. Mà mình sửa lại mình để nuôi con chim kia thôi. À. Cho nói chung là anh ở khu nào đấy? Tiếng mừng ở Tân Lạc là con khách bà con gì đấy? Dạ. Đấy đi xem bên cạnh kia có hai con đấy kia. Có cái đấy. Chị. Hai con ở ngay cửa này. À. Vừa đi bẫy được. Là bà con chim gì ấy. Đấy ngay đây cửa đấy. Chân nuôi để về nuôi làm nó hót làm cảnh một tí mà. Nuôi làm cảnh nha. Nuôi làm cảnh đó mà. Ừ. Ồ, nhà có cái này ngủ mát anh ạ. Nhà. Chắc rồi, cái này cũng nhà hồi trước. Nhưng mà ngủ mát này, cái này này. Ngủ mát đấy. Cái này buổi trưa nằm đây là không cần phải quạt. Chắc rồi, anh ở Tân Lạc có khi anh có hiểu biết nhiều về... Cái cánh cửa hay nhỉ? Ừ, cái cửa, quan cái cửa kéo đi kéo lại. Anh tự làm lấy. Ừ, vâng, tự làm đấy. Hay nhỉ, cái này. Cái cửa sổ hồi trước mà. Kéo đi kéo lại. Ôi ôi nhà anh làm lâu rồi.
quá lâu, cái này sửa lại thôi, 2000 năm này. À đây. Không, cái này là làm quá từ lâu rồi. Một căn nhà sàn rất là, cái cột rất to luôn. Trước cả xã này hình như là không có cái nhà cái này, bởi vì là đây xuống sửa từ 2000 năm rồi sửa lại thôi. À. Không cái này cái cổ hồi trước. Đấy, xong rồi nhà còn giữ được cái này. Cái này là giữ, luôn luôn là cứ giữ thôi. Cái này là làm bằng cây gì anh nhỉ? Đây là làm cây tre, cái vương mình ấy. Tre? Ừ. Mình cây... tự làm đấy thôi. À. Thì đây em... quay là như cái này ấy, khoảng chuẩn bị sắp sửa lại đấy. Là mình từ đi chặt về mình sửa lại thôi. Đúng rồi, anh cứ, nếu mà anh giữ gì được cái này là rất là đấy. Hay. Cả cái gầm sàn. Không phải đổ lát cái gì. Đúng rồi. Nghiên thế. Thì cái nhà. Cái nhà cổ hồi trước mà. Đấy, như thế thì đoàn phim của Xuân Bắc mới lên để đóng. Ừ. Mới lên đó. Ngay đây luôn. Đấy. Vâng. Nhà này là còn nhà gọi là nhà cổ mà. Cái nhà cổ hồi trước mà. Đấy. Trong xóm có ai cái nhà này đâu. Chỉ mỗi cái nhà này thôi. Không xây, không gạch nền không luôn. Không xây, không gạch gì. Đấy. Đấy. Cứ một cái nhà này cứ ở nghiên này thôi. Rồi vậy em cảm ơn nhé. Vâng. Chắc em à. Dạ em đi ra đã. Vâng. Giờ trời sắp tối rồi. Vâng. Chào chào cả nhà nhá. Vâng. Đấy một cái căn nhà. Căn nhà sàn cổ rất đẹp luôn. Đấy. Cái gầm sàn. Còn nguyên là còn nguyên sơ luôn nhỉ. Nhà sàn. Có khi có cái nào hay đi coi phim lên để cho anh Long phim hà được. Hay nữa. Rồi được, em cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn anh nhá. Thế này bà con này dùng nước thoải mái nhỉ. Nước này có cạn bao giờ không cô? Cái nước này có cạn bao giờ không? À, đấy cái công trình nhà nước đầu tư xây dựng cho bà con ở đây thoải mái sử dụng nước. Ở đây còn có nhà tắm riêng đây nữa. Có kỳ kỳ nhỉ, cái này có cái nhà tắm mà làm cái lỗ thông ở đây nữa. Người tắm ở trong. Đây có một cái nhà, hình như là có vẻ là nhà này là nhà của bưu điện. Ôi sao mình à, thì cũng khá là hài hước. Có những cái nhà tắm mà làm ở cái cạnh đường. Đây bên này cũng có cái cô này cũng vậy. Mình tìm hiểu hỏi thăm được một chút đôi nét về một cái ngôi làng ở tại đây. Làng này gọi là làng Thung Đẹt. Thì ở đây có cái đoàn phim của Xuân Bắc năm ngoái cũng đến đây để đóng phim. Bởi thế một cái ngôi làng khá là đẹp, nhưng mình tìm hiểu thì ở đây thì có điều là mọi người cũng đi làm mà chưa về. Có về thì cũng không hỏi được nhiều. Và có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn mọi người trong những chuyến hành trình tiếp theo nhé. À, bà con người Mường, người Thái hay là người Mông, người Dao gì đấy, mình sẽ đi tìm hiểu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.